Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thông tin trên quốc lộ 1A đoạn ngay ngã ba đường Nguyễn Xiển, Nha Trang có một nhà máy khi hoạt động đã phun lượng khói kinh hoàng gây ô nhiễm cho khu dân cư xung quanh. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Với sự phổ biến và gia tăng số lượng người dùng chóng mặt, Facebook là một mạng xã hội không quá xa lạ với bất cứ ai, song cũng ẩn chứa nhiều vụ quảng cáo sai sự thật lừa đảo. Chia sẻ của khán giả Lương Đình Khoa, số điện thoại 0988 3 số cuối 903. Tìm hiểu về cách bắt ba khía độc đáo của người miền Tây bằng cách sử dụng dập chuột qua chia sẻ của khán giả Trần Khánh Linh, số điện thoại 0377 3 số cuối 423. Nan giải bài toán chống dịch tại các chợ truyền thống của thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh của khán giả Minh Phương, số điện thoại 0945 3 số cuối 115. Ấm lòng phiên chợ không đồng trong lòng hẹp ve chai Sài Gòn, những ngày bị phong tỏa, chia sẻ của khán giả Trần Ngọc Linh, số điện thoại 0912 3 số cuối 634. Thưa quý vị, nhiều ngày nay trên quốc lộ 1A đoạn ngay ngã ba đường Nguyễn Xiển, Nha Trang có một nhà máy khi hoạt động đã phun lượng khói kinh hoàng gây ô nhiễm cả khu dân cư nơi đây. Ghi nhận của khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3 số cuối 914 vào sáng ngày 11 tháng 6. Nhà máy nằm cạnh ngã ba quốc lộ khi vận hành hoạt động đã nhả ra một lượng khói dày đặc bao trùm cả khu dân cư, khiến người đi đường cùng các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này đều phải nín thở. Các cột khói khổng lồ cuốn theo gió trông chẳng khác như xảy ra một vụ hỏa hoạn hoặc một vụ cháy rừng. Tình trạng trên đã gây ô nhiễm nghiêm trọng bầu không khí tại khu vực này nên rất cần ngành chức năng địa phương sớm chấn chỉnh và xử lý. Với sự phổ biến và gia tăng số lượng người dùng chóng mặt, Facebook là một mạng xã hội không quá xa lạ với bất cứ ai. Bởi vậy, việc quảng cáo bán hàng online qua Facebook thực sự là một kênh hiệu quả trong việc tiếp cận với người tiêu dùng. Nhưng Facebook không kiểm soát và cũng không cam kết được về độ tin cậy, thông tin chính xác của các nội dung quảng cáo. Vậy nên không ít thông tin quảng cáo trên Facebook là sai sự thật và những người chót tin dễ dàng bị lừa, mua phải sản phẩm kém chất lượng, thậm chí là lừa đảo không có giá trị sử dụng. Phản ánh từ khán giả Đình Khoa, số điện thoại 0988 3 số cuối 903, khi chính anh là người trải nghiệm việc bị lừa khi mua phải một sản phẩm giả. Đây là những hình ảnh của một video quảng cáo hiển thị đầu trang chủ Facebook khi anh Khoa truy cập. Video giới thiệu về một loại bột tẩy màu trắng với những lời quảng cáo hấp dẫn, bánh bay mọi vết ố, vết bẩn và không phai màu. Vì có một chiếc quần màu sữa trắng, vướng vết rỉ sắt, giọt chưa hết. Anh Khoa quan tâm theo dõi, nhắn tin và tìm hiểu về sản phẩm, đặt mua dùng thử một lọ với giá là 180.000 đồng và 200.000 đồng tiền ship. Đây là lọ bột tẩy trắng mà anh Khoa nhận được, chứa những hạt li ti trắng giống đường phèn nghiền nhỏ, chỉ chứa trong 1/2 diện tích của lọ nhựa. Anh Khoa đã pha hết toàn bộ lượng bột trắng này với nước, ngâm từ 4 đến 5 tiếng, nhưng vết rỉ sắt thì vẫn còn nguyên. Khi biết mình bị lừa, mua phải hàng không có công dụng, anh Khoa đã nhắn tin cho đơn vị bán hàng, không thấy phản hồi. Và ít hôm sau thì bị chặn, không truy cập, tương tác được với người bán. Có tìm kiếm trên nhãn hàng tẩy trắng Super Speed của Facebook sẽ thấy khá nhiều kết quả từ những nhiều trang khác nhau. Đây chính là chiêu trò của người bán hàng, lập ra nhiều page để bán hàng. Sau một thời gian, sẽ chặn người mua hoặc phá page, lập page mới. Theo anh Khoa, đây là một trải nghiệm và cũng là một lời cảnh báo cho những ai xem, nghe, nhìn các thông tin quảng báo trên Facebook và có ý định mua sử dụng. Cần tìm hiểu cân nhắc kỹ để tránh tiền mất tật mang.
Cây thị hơn 300 tuổi tọa lạc ở khu di tích lịch sử đền thờ chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu ở xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, có chiều cao khoảng 25m, chu vi thân cây khoảng 4m với tán lá sum suê. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, cộng với sự khắc nghiệt của thời tiết, nhưng cây thị 300 năm tuổi vẫn tươi tốt, tạo bầu không khí trong lành. Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng vẻ sum suê cũng như cổ kính của cây đại thụ này qua chia sẻ của khán giả Mạnh Hải, số điện thoại 0979 3 số cuối 789. Cây cổ thị hơn 300 tuổi với cảnh lá sum suê quanh năm, tỏa ra khoảng không gian rộng lớn ở di tích lịch sử đền thờ bà Nguyễn Thị Bích Châu. Đặc biệt vào những mùa như mùa Vu Lan cũng là thời điểm cây thị lúng lý quả, tỏa mùi thơm ngào ngạt. Cây thị được bà con trong vùng cũng như du khách đi lễ tâm linh tôn kính, xem đây là một biểu tượng lịch sử tồn tại hàng trăm năm. Tán lá của cây thị rất lớn, che mát cả một vùng, tạo nên cảnh quan đẹp cho di tích lịch sử đền thờ chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu. Và đặc biệt, mọi người cũng biết rằng cây thị cũng là một cây thuốc quý trong đông y, chữa các bệnh như sốt, ngộ độc, nôn mửa, táo bón. Người dân thị xã Kỳ Ninh, xã Kỳ Anh cho biết, trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử cùng với sự khắc nghiệt của thời tiết, nhưng cây thị 300 năm tuổi vẫn tươi tốt, tạo bầu không khí trong lành, đồng thời là chứng nhân lịch sử, biểu tượng hào hùng về sức sống mãnh liệt và là niềm tự hào của người dân địa phương. Nổi đặc biệt là cứ đến mùa, cây thị ra rất nhiều hoa, nhưng để nhìn được quả thị nở đó cũng rất khó vì cảnh tán rộng che phủ cả một vùng. Vâng, thưa quý vị, thời gian gần đây thì những người nông dân ở ấp Bào Hầm, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Rơi của tỉnh Cà Mau đã nghĩ ra một phương pháp săn ba khía cực kỳ độc đáo, đó là dùng sập chuột. Ba khía là loài sống trong bãi bồi nước lợ mặn dưới những tán nước mắm rậm rạp có mặt nhiều tỉnh ở khu vực miền Tây. Phương thức bắt ba khía mới này giúp người dân tiết kiệm được công sức hơn. Xưa nay, để bắt ba khía, người dân thường hay đi soi vào ban đêm. Khi ba khía chui ra ngoài kiếm ăn thì người dân dùng chìa đâm vào hoặc lấy tay chụp. Giờ đây, với phương pháp mới là dùng dập chuột, những người nông dân Bào Hầm chẳng cần vất vả thức đêm thức hôm nữa mà vẫn thu hoạch ba khía đều đều. Ông Nguyễn Văn Tùng, một nông dân ở ấp Bào Hầm, người có hơn 10 năm theo nghề săn ba khía cho biết, ban đầu do trong vuông tôm thường có chuột trú ngụ ven bờ. Để tránh chuột phá hoại nên người dân hay đặt dập chuột xung quanh mé bờ hoặc các bụi mắm, đước. Cũng từ đây, phương pháp săn ba khía mới ra đời. Mình đặt chuột, cái đầu nó vô, mình thấy gì mình mua gặp gì mình đặt luôn, đặt ba khía luôn. Mình đặt chuột, nó cứ vô, thì ba khía nó vô rồi. Mình thấy gì, người ta thấy gì, người ta mua, mình gặp, ta đặt. Mồi bẫy ba khía trong dập chuột rất đơn giản, chỉ gồm cá vụn hoặc trái khóm cắt nhỏ. Khi xác định được nơi ba khía trú ngụ, người nông dân sẽ xỏ mồi vào dập chuột rồi đặt trước miệng hang. Nếu cẩn thận hơn, có thể đắp cỏ lên dập chuột, đợi sáng hôm sau đi thăm vuông rồi thu hoạch ba khía. Mỗi lần đi đặt bẫy, những người săn ba khía chuyên nghiệp như ông Tùng thường chuẩn bị rất nhiều bẫy. Bắt ba khía bằng rập chuột có thể bắt vào ban đêm hoặc ban ngày. Tuy nhiên, ban đêm thường được bắt nhiều hơn do ba khía chui ra khỏi hang kiếm ăn. Con vuông thì nó mình dễ bắt hơn, ngoài sông thì nó đâu có nhiều. Trong sông người ta ai cũng soi, người ta soi bằng đêm đó. Còn như trong bờ này mình đặt thì vuông nào mình trên bờ mình đặt chốt được chứ. Ngày mình đặt tối nghỉ, sáng đặt tiếp. Một ký bây giờ ba khía là 50.000, 70.000. 70.000 mình đặt 5kg cũng được 300.000. Ngoài lợi điểm ít tốn công sức, bắt ba khía bằng rập chuột còn giúp người dân tránh được tai nạn như côn trùng, rắn rết. Soi ba khía đêm, người dân phải len lỏi trong các bụi mắm, rồi dùng tay chụp ba khía. Nếu không cẩn thận, rất dễ bị chảy tay chân, nặng hơn còn bị rắn độc tấn công.
từ lúc có thêm nghề tay trái bắt ba khía bằng rập chuột, thu nhập của những cao thủ săn ba khía như ông Tùng khá hơn trước mà lại ít tốn công hơn. Vẫn là con ba khía quen thuộc, nhưng qua cách bắt và dẫn dụ ba khía mới thấy được sự sáng tạo và linh hoạt của những người nông dân đất mũi. Chợ truyền thống là nơi lưu lượng người đổ về đông đúc mỗi ngày và đây cũng là tiềm ẩn không ít những rủi ro về dịch bệnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm khu chợ truyền thống và trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay thì bài toán chống dịch ở các khu chợ này là hết sức khó khăn. Với đặc thù là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, việc tiếp xúc giữa người với người ở các khu chợ không thể không xảy ra. Trong khi tại thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến bất ngờ và các nguồn lây F0 có thể vẫn còn tồn tại trong cộng đồng. Chính vì vậy, việc tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh ở các khu chợ là rất lớn. Sợ chứ, cái này bệnh nó tái phát lại là nó sẽ bị gây ảnh hưởng chết người, rồi lo mua bán là rất là chậm, rất là ế ẩm. Nói chung là mình phải chống dịch, thì phải đeo nhiều lần. Khẩu trang cô là 24/24, ai đến đây mà mua hàng khẩu trang phải đeo luôn, cô mới trả lời. Phải chống dịch hơn chống giặc. Từ những ngày khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, nhiều khu chợ truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như thiết lập các trạm kiểm tra y tế, đo thân nhiệt người dân khi vào chợ. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng thường xuyên đi kiểm tra nhắc nhở tiểu thương và người dân về việc đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách khi mua bán. Công tác quản lý các cái người đi ra vào chợ nó rất là khó. Tuy nhiên thì Ủy ban nhân phường là có lập là 4 cái chốt để kiểm soát dịch bệnh, sẽ tổ chức đo thân nhiệt, rồi nhắc nhở người dân đeo khẩu trang theo đúng quy định. Tất cả người dân là phải ra vào chợ đều được là kiểm tra thân nhiệt. Nếu trường hợp nào mà không đeo khẩu trang là Ủy ban nhân phường cương quyết xử lý. Đối với trường hợp không đeo khẩu trang hoặc là khẩu trang mà trong quá trình thực hiện buôn bán mà đeo khẩu trang mà kéo xuống không đúng cách, thì vừa rồi thì Ủy ban nhân phường đã phạt là 5 trường hợp là không đeo khẩu trang hoặc là đeo khẩu trang không đúng cách. Với thực trạng tấp nập tại các chợ như hiện nay, thì việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch cần được đẩy mạnh hơn. Vừa qua, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo thực hiện việc giãn cách triệt để tại các chợ truyền thống và các chợ đầu mối, hy vọng sẽ góp phần làm giảm đi nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các khu chợ trên địa bàn thành phố. Hẻm 346 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, từng là khu sở thùng khét tiếng. Hiện nay đa phần là người lao động, đặc biệt là nghề làm rác. Những ngày phong tỏa vì dịch COVID-19, mọi người san sẻ từng bữa cơm hay gói mì. Gian hàng không đồng mở ra, cuộc sống vơi bớt nỗi lo. Vì thế, các cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Chữ Thập đỏ và Đoàn Thanh niên phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển các chuyến hàng vào đầu hẻm 346 Phan Văn Trị, nơi đang thực hiện phong tỏa nhiều ngày nay để mở phiên chợ không đồng. Con hẻm này là nơi sinh sống của nhiều hộ dân làm nghề nhặt ve chai và thu gom rác thải. Vùng đất này ngày trước cũng là nơi tập kết rác lớn của thành phố, nên người dân sống ở đây từ xưa cũng dựa vào bãi rác mà mưu sinh. Những ngày sống trong diện phong tỏa vì COVID-19, mất kế sinh nhai, cuộc sống của dân lao động nghèo trong con hẻm ve chai này càng thêm chật vật. Từ 7 giờ 30 phút, phiên chợ không đồng đã chính thức mở cửa đón bà con. Người dự phiên chợ cũng phải thực hiện giãn cách theo đúng quy định để nhận được những phần lương thực thiết yếu do Mạnh Thường Quân và cộng đồng chung tay hỗ trợ. Đi làm rác này, sao cuộc sống của mình thấy giờ nước lo mình cho mình thì mình cũng đỡ phần nào. Đi làm hộ, như mình nghỉ Tết không biết sao giờ. Cũng mong cho hết dịch đừng đi kiếm việc làm lại làm giúp đỡ gia đình thằng nào được thằng đấy, anh là lao động chính trong nhà nữa. Hai ba ngày nay em thấy hỗ trợ cũng nhiều, với lại trong này là công việc mọi người hầu hết là dọn vệ sinh cho nên mọi người cũng khó, thì có người hỗ trợ thì là tốt thôi. Còn em sinh viên thì cho nên cũng có mấy cái kiểu như là công nghệ rồi, cho nên bọn em cũng không có bị phụ thuộc nhiều. Gian hàng không đồng là những nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày với mỗi người. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, mỗi người trong con hẻm san sẻ nhau, chỉ lấy đủ ăn để dành cho người đến sau.
Từ trước đó, lắng nghe tiếng lòng của nhiều bà con khó khăn trong hẻm, Mạnh Thường Quân là những anh chị, cô chú ở nhiều nơi đã nấu từng phần ăn sáng, suất cơm, hỗ trợ người dân trong hẻm. Bà con nghèo khu cách ly ở hẻm 346 Phan Văn Trị cũng thấy ấm lòng trước sự đùm bọc yêu thương ở mảnh đất tình nghĩa. Phiên chợ không đồng được mở vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 mỗi tuần cho đến hết thời gian phong tỏa. Cùng với hẻm 346 Phan Văn Trị, phiên chợ không đồng San sẻ yêu thương cũng được mở kịp thời ở nhiều nơi đang phải cách ly vì có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, tiếp sức giúp bà con khó khăn có những bữa ăn ấm bụng để chiến đấu với dịch bệnh. Ngày 12 tháng 6, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa, Vũng Tàu phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các xã Phước Tỉnh, Phước Hưng và thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cùng với doanh nghiệp đã tổ chức thăm tặng quà cho hộ nghèo, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cho người dân trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, phần nào giúp người dân vơi đi những khó khăn, vơi đi gánh nặng kinh tế trong giai đoạn này. Theo đó, các đơn vị đã tổ chức đoàn đến tận nhà của 1.100 hộ dân để tuyên truyền về diễn biến của dịch COVID-19 và các nước trong khu vực, phát khẩu trang và hướng dẫn người dân tuân thủ nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch COVID-19, không tổ chức đưa đón, môi giới, tiếp tay, bao che hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, chủ động phát hiện và tố giác các hoạt động vượt biên, nhập cư trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới, vận chuyển, vận động các hộ dân ký cam kết thực hiện những biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Không tổ chức đưa đón, môi giới tiếp tay, bao che hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Cũng trong dịp này, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh trao tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 350.000 đồng, gồm gạo, dầu ăn, đường, nước tương, bột ngọt cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Tỉnh, Phước Hưng và thị trấn Long Hải. Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Gia Cát, thành phố Vũng Tàu trao tặng cho Đồn Biên phòng Phước Tỉnh 250 hộp khẩu trang, hỗ trợ các cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Tổng trị giá quà tặng 20 triệu đồng do công ty này tài trợ. Phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Từ nhiều ngày nay trên quốc lộ 1A, đoạn ngã ba đường Nguyễn Xiển, Nha Trang có một nhà máy hoạt động đã phun lượng khói kinh hoàng gây khiếp đảm cả khu dân cư này. Tình trạng nhà khói như trên của một nhà máy tại đây gây ô nhiễm nghiêm trọng bầu không khí tại khu vực. Rất cần ngành chức năng địa phương sớm chấn chỉnh và xử lý, buộc nhà máy phải tuân thủ luật bảo vệ môi trường, trả lại không khí trong lành cho một khu dân cư. Phản ánh khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3049 14. Với sự phổ biến và gia tăng số lượng người dùng chóng mặt, Facebook là một mạng xã hội không quá xa lạ với bất cứ ai. Bởi vậy, việc quảng cáo bán hàng online qua Facebook thực sự là một kênh hiệu quả trong việc tiếp cận tới người tiêu dùng. Nhưng Facebook lại không kiểm soát và cũng không cam kết về độ tin cậy, thông tin chính xác của các nội dung quảng cáo. Vậy nên không ít thông tin trên Facebook là sai sự thật và những người chót tin dễ dàng bị lừa, mua phải sản phẩm kém chất lượng, thậm chí là lừa đảo, không có giá trị. Phản ánh của khán giả Đình Khoa, số điện thoại 0988 3049 03. Cây thị hơn 300 tuổi tọa lạc ở khu di tích lịch sử đền thờ chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu ở xã Kiến Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Có chiều cao khoảng 25m, chu vi thân cây khoảng 4m với tán lá sum suê. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử cùng với sự khắc nghiệt của thời tiết, nhưng cây thị 300 năm tuổi vẫn tươi tốt, tạo bầu không khí trong lành. Và đặc biệt cứ đến mùa, cây thị ra rất nhiều hoa. Nhưng để nhìn được quả thị nở cũng rất khó vì cành tán rộng che phủ cả một vùng. Chia sẻ của khán giả Mạnh Hải, số điện thoại 0979 3049 789. Thời gian gần đây, những người nông dân ở ấp Bào Hầm, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau đã nghĩ ra một phương pháp săn ba khía cực kỳ độc đáo, đó là dùng rọc chuột. Ba khía là loài sống trong bãi bùn nước lợ mặn dưới những tán nước mắm rậm rạp có nhiều mặt ở miền Tây. Phương thức bắt ba khía mới này giúp người dân tiết kiệm công sức hơn.
Bắt ba khía bằng rập chuột có thể bắt vào ban đêm hoặc ban ngày. Tuy nhiên ban đêm thường bắt được nhiều hơn do ba khía chui ra khỏi hang kiếm ăn. Phản ánh khán giả Trần Khánh Linh, số điện thoại 0337 364 423. Chợ truyền thống là nơi lưu lượng người đổ về đông đúc mỗi ngày và đây cũng tiềm ẩn không ít rủi ro về dịch bệnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm khu chợ truyền thống trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp hiện nay thì bài toán chống dịch ở các khu chợ này hết sức khó khăn. Phản ánh khán giả Minh Vương, số điện thoại 0945 364 115. Hẻm 346 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh từng là khu sở thùng khét tiếng. Hiện nay đa phần là người lao động, đặc biệt là nghề làm rác. Những ngày phong tỏa vì dịch Covid-19, mọi người san sẻ từng bữa cơm gói mì. Gian hàng không đồng mở ra giúp cuộc sống bớt đi gánh lo. Sáng ngày 8 tháng 6, các cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ và Đoàn Thanh niên phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã dậy từ rất sớm, tất bật chuyển các hàng hóa ra cho người dân vào đầu hẻm 346 Phan Văn Trị. Nơi đang thực hiện phong tỏa nhiều ngày để mở phiên chợ không đồng. Chia sẻ khán giả Trần Ngọc Linh, số điện thoại 0912 364 634. Ngày 12 tháng 6, đồn biên phòng Phước Tỉnh, bộ đội biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã Phước Tỉnh, Phước Hưng, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng với doanh nghiệp tổ chức thăm tặng quà cho các hộ nghèo, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 cho người dân trên địa bàn. Chia sẻ khán giả Quang Anh, số điện thoại 0963 3 số cuối 233. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.